Cả nhà nha, thì đây là bộ bằng câu anh mua trên mạng mới lấy về nãy, giá trên có 100.000, 112.000. Lần đầu tiên mua luôn, bây giờ mình sẽ khui ra cho mọi người xem thử nha. Giờ mình sẽ khui thử nha cả nhà. Thấy vui chứ, thấy lòi được cái ống nhựa này đó. Tặng luôn cái lưới gọng cá luôn cả nhà. Gọng được lớn một tí à. Con này thấy gì mà thấy khoái rồi đó. Mình để vào đây nha, tôi tiếp nha. Này chắc là cái máy câu á. Phao. Tặng bộ lưỡi luôn nha mình nha. Ôi trời, rớt luôn chứ nè. Ôi quá là nhiều lưỡi luôn. Nguyên hộp không mà. Dằn lum chứ nè. Chì quá trong lưỡi luôn. Sao người ta nói người ta tặng có 20 lưỡi mà anh này nó tặng tới hộp luôn trời. Nè, nguyên hộp luôn nè. Quá là lưỡi luôn. Như nhiều kích cỡ thôi. Mình đi ngang bên luôn. Vuông là ra gì không biết luôn. Đấy, giờ tôi nghiên cứu sao đây. Với máy đi. Máy câu cũng đẹp. AB200A. Này đây chất liệu bằng nhựa không cả nhà. Ở đây nó có nhựa sẵn à, nó quấn ở đây sẵn à. Đi mà. Còn nó quay rồi. Vận chuyển hơi xa bởi người ta bỏ vô ống nhựa là nó chắc chắn, sợ vận chuyển nó hơi gãy. Nhà viên mình lời được ống nhựa này nó không biết đi làm cái gì. Từ giờ mình nghiên cứu mình làm.
đặt hàng ở Hà Nội đó, vận chuyển đường xe gói 5 tỷ là như vậy. Nhìn cũng đẹp quá. Là mình mua là 2m1 nha. Mở đầu ra được. Này gắn này để mình máng lên nhà đó. Có móc này. Ngắn vậy, 2m1 mà. Còn ở đầu này nè. Ngon à. Này chất liệu không biết bằng gì, chắc bằng nhôm hay không. Bằng nhôm á. Chung nhìn thấy cũng đẹp, không sử dụng sao mà tay cầm bằng cao su nha, rất mềm nha. Này mình cũng chưa biết cách sử dụng nữa, để từ mình nghiên cứu, nhưng mà nhìn chung cái sản phẩm này so với giá thì được, có 100 ngoài rẻ. Máy này gắn vô đây. Mình xin kết thúc video tại đây nha cả nhà. Tại giờ này mình cũng chưa biết xài máy, để rồi từ mình nghiên cứu. Hẹn cả nhà ở video tiếp theo mình sẽ đi câu thử nha, cho cả nhà xem nha. Xin chào cả nhà.